Đây là vòng thứ hai mang tên định vị và ba nhân vật còn lại sẽ tiếp tục trả lời một câu hỏi nữa mà thôi, được lựa chọn trên màn hình LED. Mời các bạn thống nhất. Em nghĩ dành cho anh câu này chọn đi. Anh tư duy ghê lắm á. Dạ, khó hay. Em chọn tư duy hai. Ok. Câu hỏi tư duy số 2 như sau. Chim nào nhận biết được phương hướng dở nhất? 30 giây trả lời bắt đầu. Câu đố mẹo nha. Trong cái tên của con chim đó, nó xác định được cái câu trả lời này luôn. Hết thời gian. Xin mời Han. Em thì không có đáp án luôn. Không có đáp án luôn. Dạ, đúng rồi. Hãy để Tùng Maru trả lời. Vuốt cái gì vuốt dữ vậy? Em trả lời đại. Chim chóc. Chim chóc. Tên gọi chung của những con chim là chim không, chóc. Chim chóc. Dở này dở vậy. Nào Nam, lấy lại danh dự em. Đáp án của em là chim nướng. Rồi, chim cút nướng nó chết rồi, đâu có thể được phương hướng đâu. Nó chết rồi. Có lý. Đúng không? Nó chết rồi mà. Nếu như con chim mà nó bị nướng rồi mà nó còn nhận biết được cái phương hướng dở nhất thì sao được, đúng không? Nó có cái từ dở nhất thì ít ra gì nó cũng để còn nhận biết được phương hướng. Nó còn sống. Dạ. Đáp án chính xác là chim lạc. Và cái tên của nó là cái từ lạc, là lạc lối đó. Lạc đường đó. Chia buồn với ba bạn, chúng ta đã bị trừ đi mỗi người 5 điểm. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lập luận một lần nữa để xác định được xem là các bạn sẽ phải loại đi một người nữa là ai. Hay bạn em sẽ đặt nghi vấn vào cái người cao điểm tiếp theo. Anh Hàn. Nói chung là bây giờ em chỉ loại trừ được cái trường hợp phần trăm á. Có nghĩa là nếu mà thực sự nam là cao thủ thì vòng sau em sẽ thua thì cái phần trăm nó rất là ít. Còn nếu mà anh Han mà vào vòng trong mà anh Han còn được cộng thêm 100 điểm nữa thì em có trả lời bao nhiêu câu hỏi thì em cũng thua. Dạ. Nên là cứ loại người cao điểm nhất xong rồi vào câu cuối để, tại vì nếu như em nhớ lầm là nãy giờ em với Nam đang bằng điểm nhau là bị trừ điểm khá nhiều. Dạ. Nhưng mà đối với em thì những số điểm hiện tại không quan trọng. Em nghĩ quan trọng là dòng cuối là khi mà cao thủ được lộ diện, nếu mà còn cao thủ thì chắc chắn cao thủ sẽ được cộng 100 điểm. Thì chắc chắn lúc đó cao thủ sẽ thắng. Yep. Thì em chỉ mong là hãy cho cảm giác của mình. Chứ là em sợ em thấy là mình em khá đơn độc, Tùng sẽ chọn em rồi. Em nghĩ vậy, nhưng mà hãy chơi một cách kiểu là theo cảm giác của mình nhiều hơn. Vâng. Em chắc chắn em không phải là cao thủ. Cảm ơn em, lập luận khá sắc bén. Nào Nam, còn không ấy loại luôn Tùng đi, chứ nó buồn ngủ lắm rồi. Em vẫn đang nghi vấn. Một người thì lúc đầu thì rất là thông minh và trả lời những cái câu hỏi cũng vậy, nhưng cũng rất là chính xác, biết rất là nhiều. Mà bây giờ lại cái câu tuy dễ thì lại không trả lời được. Còn Tùng á, nhiều khi nó xạo. Đúng rồi. Dạ. Em đang... Bây giờ anh em chơi với nhau ngoài tôi không biết làm sao, nhưng mà đến với chương trình này được quyền gian dối một tí xíu nhẹ, đúng không. Chưa? Em nhớ không lầm là em cũng có coi cái số đi tìm cao thủ của Unify. Hình như cái nét chơi này em cũng có coi rồi. Cái nét mà trả lời sai đổi đuôi rồi cuối cùng là cao thủ em, nhưng em cũng có, em vừa sực nhớ lại thôi anh. Dạ đúng. Dạ đúng anh. Khi mà Tùng nghi vắng em nhưng mà em không có nghĩ là Tùng, nghĩ là anh câu đi. Tại vì nếu mà nhiều người sẽ nghĩ cách chơi là sẽ trả lời đúng hết hoặc là sai hết thì không thể nào mà trả lời những câu rất là dễ mà là sai hết được. Em nghĩ là anh chơi là cái hướng cái quả trả lời sai hết. Em không biết được cái tư duy của anh rồi. Nó đĩa bay nó thả xuống. Sau chương trình này là được móc lên liền đó em. Ok. Thế thì tôi nghĩ là cũng khó khăn quá cho các bạn hiện tại. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đến với giây phút loại trừ tiếp. Nào xin mời các bạn nhắm mắt lại một lần nữa. Xin mời Tùng hãy đưa tay vào nhân vật mình muốn loại. Cảm ơn em. Xin mời Nam Cody. Nam. Cảm ơn em. Xin mời Han. Mời ba nhân vật chúng ta mở mắt. Han ơi, em kêu Han, thực sự là anh kêu em bình chọn như vậy thôi chứ em nhận được 2 phiếu nha. Em đoán trước rồi. Thật sự ra điểm số cũng hơi bất lợi cho em.
Em đang là điểm hơi cao hơn so với các bạn, cho nên các bạn sẽ phải bắt buộc loại trừ em rồi để bảo đảm an toàn cho chính mình. Đây là một chiến thuật chơi nữa, nhưng không sao cả. Ngày hôm nay mình đã có rất nhiều điểm và mình cảm thấy rất là tự tin với điều này, đúng không? Rồi, thôi về với người đàn ông cũng khá là nhiều em phía dưới kia đi. Ê, bye. Cảm ơn. Ôm người ta đâu. Thôi đi. Quý vị thân mến, Cody và Tùng Maru sẽ tiếp tục chinh phục giải thưởng cao nhất của chương trình. Đó chính là vòng 3 được mang tên Lộ Diện. Xin mời.